rất đẹp anh em ạ. Được không? Cầu Đồng Lão nha anh em nha, cảnh rất đẹp này, cầu treo. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2020, cảnh rất đẹp này. Cảnh rất nên thơ, rất hữu tình, chỉ là chim không có bóng nào. Nước trong veo này. Có một điều rất đáng buồn là những nơi này đã từng là xứ sở của chim chào mào, nhưng bây giờ không còn này. Hết chim mà có thật anh em ạ. Móm rồi, không có rồi. Rồi, về thôi anh em ạ. Chào mọi người nhá.